Kính thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trong toàn tỉnh, năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo, kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Hoạt động đối ngoại đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục củng cố và tăng cường, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Thay mặt đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn đồng bào, chiến sĩ, đồng chí về những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà trong năm qua. Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hành động quyết liệt, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Chào đón năm mới. Xuân Giáp Thìn 2024, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng gửi đến các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và những người con quê hương Lâm Đồng đang công tác, sinh sống, học tập, lao động trong và ngoài nước, lời chúc mừng năm mới, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới.